Chào quý vị và các bạn đến với kênh của em nha. Hôm nay hai vợ chồng em đi bắt điện gia đình ở quê đó cả nhà. Thì cái lằn điện cũ quá rồi, thì bây giờ thay lằn điện mới cho nó an toàn. Thì mời cả nhà theo dõi hai vợ chồng em nha. Chỗ này rồi, bắt cầu dao nè. Quá trời, ổ điện cũ nó kiếm nữa kìa. Nó kiếm kiếm. Cái trời nó có dạng thay trong mày đó nha. Wow. Nhiều có đinh trong mày, đóng đinh trong mày đó ta. Yeah. Quá trời kiến luôn. À, không có đinh nữa hả? Được, nó thẳng đi. Vô cái nữa. Mình mấy cái này. Mồ hôi như tắm luôn. Xong. Để bắt điện vô. Chưa? Vừa luôn ha. Bắt cầu dao vô điện rồi, cái này là quá ok rồi, vừa cái này khỏi cần phan nữa. Còn ở đây phan ở đây nữa là hoàn thành rồi nè. Chị Thương này, chị Thương đi rửa tay nhất à hả? Nhất. Nhẹo quá, cắn tường á, cái này phan đau nhức băng 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 à. Trời, nhức tới băng 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 luôn. Nước đi cho nó hết nhất. Cắn vô cái miếng là phòng á, nó cắn vô cái này cắn động cái gân cái gì nó nhất dập nó thật. Ừ, cái phan đẩy vô đó cái chớ vô đi, vô nước đi cho nó hết. Giờ lấy dây điện ra kéo cả nhà. Dây 2.5 cái gì cái tay tay phòng này mình lấy bắt đầu từ 1 mét, 1 mét đầu dễ tính, mình xài nhiêu mét thì nó có nhiêu mét. Ủa, có con gì trong đó vậy anh? Con gì? Màu đèn màu vàng với màu xanh này là dây 2.5 nha cả nhà, còn hai cuộn nhỏ bên đó là 1.5, cũng phân biệt hai màu hết. Trước mắt bây giờ là mình kéo coi ra số, đúng số không, coi hai 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 sợi dây màu 2.5 này là đi đường cái nha, dây nhất cục cà bá thôi chứ. Đưa cục dây đồng rồi, vàng cháy luôn, lũ nhất à, 1 mét này đúng rồi, 1 mét rồi phải không, đúng ngay con đầu phải không, 001 rồi. Rồi. Bắt đầu rồi đó, bắt đầu mình kéo. Kéo từ đâu trước thì lộn ta lộn tới chứ sao giờ. Ừ. Con coi xả được đó. Cán bé câu cái này câu cái là xong cái này đóng là phòng luôn tới còn đắp đóng luôn. Xong rồi nè cả nhà, một chỗ cái này là xong trước tiên nhất rồi. Góc bóng đèn vô đây làm tắt một góc cái
bàn đâu dày. Cúp phân cái rồi. Cắm đẹp vô. Hai mối, hai bốn đèn. Gì dấu hai mối. Đây cái dây nóng mình tắt nóng nè. Gọn rất là gọn không? Chi chiết á. Bình nóng bình nguội. Chị để bình nóng bình lạnh cái bị bắt lỗi nè. Tổ điện vô nha cả nhà. Bốn đèn nè, dây nhỏ dây cũng năm nè. Bốn đèn. À bốn nhà dưới đi. Thân thì chạy qua mà nói gì đâu. Gắt vô màu. Dì lạnh. Lạnh bên này. Ê, lạnh nè. Lạnh mới chung. Cái này là tại ông nhà cũng có nghe vậy. Đây là mối dương. Đây là nấm dương. Rồi, còn lạnh. Còn giờ là lạnh. Đi sáng giờ không nói thì nói. Công tắc nè, đi vòng qua đây nè. Một bên này cháy, này lá lạnh nó chung rồi nè. Trên dương là mới nóng. Rồi, bước này nữa là xong một chỗ. Rồi, một điểm. À, bắt cái sao cái mới giờ nó mới chát à. Đi ra phòng khách rồi cả nhà ơi. Đó, ông đang chuẩn bị đấu những cái sợi dây vô. Rồi xuống tiếp lô. Ôi vậy gọn rồi. Xong rồi đó đó nha. Đó, xong một tiếp lô đơn nha. Vô ép luôn. Hồi trước Panasonic còn dặn ốc chứ giờ bắt nhàm không? Mình khỏi cần cầm máy dặn nó gọn hơn. Ngày thay đổi nhóm ghim đồ. Cứ ngắt lên. Xài rất tiến bộ. Rất là cứng không? Muốn lấy nhàm có đỡ nhàm mới lấy được. Tiếp lô này, tiếp lô đơn nha cả nhà. Ngồi tiếp lô đôi. Rồi cái công tắc nó có chui luôn cũng được. Cái này để công tắc cũng được, cái bỏ nha. Thí dụ hai chu ghim, một ghim, hai công tắc cũng được. Ghim mặt 6 rồi này, mặt có 3 hả? Lắp cái mặt nạ của nó vậy. Đâu nghe. Bắt tiếp lô đôi nha cả nhà. Bên con tắc, bên lỗ ghim. Nó đây là con tắc nè. Đây là lỗ ghim. Mày bắt vào dao. Tắt hết rồi đúng không? Giờ mình đút dây vô cái tắp lô. Hồi xưa mình xài bắt điện cái tắp lô này không à. Giờ chỉ mình mượn nó làm cái tấm dán. Đắp vào dao vô. Điện nó hơi tê tê rồi, phần nó nhả rồi. Nó không có dính nữa. Kéo luôn, kéo mình cũng thẳng khó khăn lắm. Chứ nó ghẻ ngã ba ngã tư kìa. Mất cứ nè. Giờ ngã ba ngã tư. Cái ở trên, cái ở dưới. Mối nữa. Mới lạnh mới nóng, mới âm mới dương, mới nóng mới nguội. Ba cái đáp án đó, cả nhà cho cái gì cũng được. Thích cái nào cho nấy.
Còn cái phần trống bên đây là mình gắn thêm cái ổ điện nữa. Câu qua cái cầu giao tổng rồi gắp ổ điện vô, lòng hồng lởn thởn dây tùm lum hết trơn cả nhà. Cái này tay ngang mình giờ mình cũng đuối lắm chứ bộ. Nhất lên thôi. Lu bu nhất đó. Gắp vô cả nhà. Nguội nóng, nóng nguội. Đèn. Cái đèn, cái nóng cái nguội. Cái ốc trước đi. Á là chị. Gấp liền. Giờ câu qua cầu giao tổng. Bước vào đầu rồi. Vậy là xong rồi đúng không? Ừ. Xong rồi đó cả nhà, bây giờ thử điện nghe. Mở đèn hết rồi, thấy không? Đó, sáng rồi đó. Ngoài này có điện nè. Có điện rồi nghe cả nhà. Rồi kiểm tra hết tất cả cái bóng đèn đó trong ngoài hết rồi. Rồi, có điện luôn. Điện sắc ơn nè. Buổi chiều quá mát mẻ luôn. Có điện rồi đó, đi thử dài dài vậy là có điện rồi đó. Thử điện phần khoan nha cả nhà. Rồi. Gắn mặt nạ vô. Nó ngay ngàm đó, cái là nó cốp cốp cốp. Rồi chụp vô vào giao tổng luôn. Cái này mới gọi là hoàn thành. Mới cái con khác nè. Đẹp ra liền. Còn cái nữa. Con kia. Con lỗ nó chờ nó kìa. Cái này là bít nên nó mới đẹp. Đúng rồi nè, cái nút này nè. Nút xanh đó đó. Mình bấm vô nó nhảy. Nó lâu lại thử nó ra. Nó nhảy là cầu giao tốt, mà bấm vô nó không nhảy cầu giao hư. Là thay cái mới. Thử ra nó cho chúng ta kìa. Một lần có điện á. Bấm vô nó nhảy, bấm vô nó nhảy. Chứ nó có sự cố điện nghịch kìa. Đủ ký nó là nó nhảy đi. Tháo, tháo những cái đường dây điện cũ xuống luôn, bỏ luôn. Chỉ xài đường dây điện mới thôi. Video em đến đây hết. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Bye bye.